ba mẹ con. Đó má đẹp rồi đó thấy không, môi hồng hồng đó. Xin chào các bạn đã đến với kênh của Kim Hòa Thời Trang và Cuộc Sống. Và tiếp theo ngày hôm nay là ngày thứ hai, Kim Hòa đã đặt chân lên đến nhà ở thành phố Đà Lạt. Và sáng hôm nay sương mù dày đặc đó các bạn. Sau đó rồi Kim Hòa sẽ đi qua nhà của bên ba má chồng để mà vấn an ông bà. Và sau đó chiều nay sẽ tiếp đãi hai cháu Supin với lại Bình Như với Quang Thiên, mời mấy đứa bạn đến nhà chơi cho biết và có một bữa tiệc nha. Và đầu tiên mến chúc cả nhà mình một ngày thật vui vẻ, nhiều sức khỏe nha. Rồi bắt đầu vào phim nha các bạn. Rất còn lên chọn hai vợ chồng Bình Hai với cơm đó. Đó, cả ngõ ra ngoài đường đó. Vui thú điền viên. Bây giờ con qua con review cái lồng chim nè. Ôi ôi ôi, có hai con chim. Chim này chim gì vậy ba? Bạch mi. À, họa mi hả? Bạch mi là nó màu trắng nè. Họa mi màu trắng á. Mi mắt màu trắng á. Dạ. Nó ở yên đó, dễ biết á. Nó nhưng mà nó không hót. Cái con chim chào màu nó mới hót. Con này nó hót mà ít lắm. Dạ. Nó cứ nhảy vậy hoài hả? Con nó mới đại mà. Và cái hôm bữa mùa hè này chắc Nhung nó dẫn con nó về chơi chứ ha má ha. Hè chứ. Cái mùa hè là cô sắm được người tuổi lẻ. Ở trong Sài Gòn nó nóng dữ lắm. Nóng. Cơ mà. Nó thi lên lớp 10. Đúng rồi, thi lên lớp 10. Ở phía sau nhà của ba má chồng thì nó có một cái cây lá vối nè, trà vối nè cả nhà. Thấy không? Ui nó cao ghê không? Đây là cái cây trà vối. Uống cái này rất là nên thuốc nha. Đây là nó có cái nhà của cái thằng em ở bên kia.
Ủa cái cây trà vối này nó cao coi chưa. Lần mình hái mấy cái lá gì mình uống. Đó cái gốc của nó nè. Đó thấy không. Đó. Đúng rồi, tiếng ngọt mẹo dọn. Mà thường thường xung sắc không có đâu nha. Tao nói là tứ cái con đó mà hợp lại là tốt lắm á, chứ không phải là khác đâu. Em là gì? Tí tỵ hả? Em là tỵ à, là tứ hình thung á hả? Người ta nói tứ hình thung chứ không phải. Người ta nói là trong nhà mà có đủ bốn cái con đó đó là tốt lắm á. Đây là má chồng của Kim Hoa. À, rất là hiền nha các bạn à, và năm nay cũng đã ngoài 80 rồi. Thì à, hồi xưa thì còn trẻ thì hay xuống vườn để à, làm lụng cho vui. Nhưng à, bây giờ già rồi thì à, ở trong nhà để mà hưởng phước của con cái ha. Ba mẹ con đó, má đẹp rồi đó thấy không, môi hồng hồng đó. Làm đi, làm 1, 2, 3, 4, 5. Rồi làm lại. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi bước chân lên. Rồi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi 10 8 rồi đứng yên, xếp lại. Rồi 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Đúng rồi. Ông mời nào. Đẹp quá. Đó, bà để cái màu đó đi, cái màu này đẹp nè. Ở trên này có cái gì đây? Chữ gì đây? Review nhà đẹp, chủ nhân của ngôi nhà bé Hiền à. Ở trên lầu nữa hả? Xong chưa? À. Không, hay cái chỗ này nó có cái này nhìn ra nè, đó đẹp ha. À. Ủa vậy nhưng cái màn cửa phòng thôi. À. Để kia cũng chưa làm. À. Huy cũng có tay thiết kế. Cái nhà bếp ở chỗ này. Sao? À, đây là phòng ngủ hả thì? À, phòng ngủ. Phòng ngủ dặn đèn lên sáng chút. Không sao, chị đứng ở ngoài chị chịu review vô thôi chị. Không mình em ngủ thôi hả? Rồi thằng kia nó ngủ trên lầu hả? Đây. Nhà tắm. Ở đây. Má dưới đây cái đường này đi lên cầu thang này nha.
trên này đẹp quá. Ở trên này thì nó có la phong phải không? Có la phong không? Có la phong nhưng mà nó hơi nóng hơn ở dưới ha. À ban đêm thì mát rồi, đúng rồi. Ồ, trên này là ngồi sướng, hát karaoke sướng nha. Ở này là ở ngoài sân. Ờ, có cái bông. À, ở đây là nhìn xuống là sân vườn. Vườn nhà của ba. Vườn cái. Má lên luôn á hả? Sợ má lên không được. Đó, đó, chị nhìn nha. Nè, cái này cái hồng nè. Dạ, cái hồng đó. Ồ, chứ mà chưa trái thôi, tới tháng. Trái nào? Từ từ. Tới tháng hè. À, tháng hè, hè. Tháng 7, tháng 8 gì đó. Đây là phòng ngủ. Phòng ngủ, phòng cũ của thằng gì đó, thằng Ken. Tôm. Ủa mà Tôm nó đi rồi phải không? Dạ. À. Tôm. Còn kia con này là hai phòng ngủ luôn hả? Dạ, hai phòng ngủ này của thằng Ken với thằng Phê nó ăn ở nè. À có thằng Phê ở đây nữa hả? Dạ. À. Phê ở phòng này. À. Rồi, cũng chưa xé luôn. Đúng rồi. Không mà xây gỗ cũng đẹp quá ha. Gỗ đẹp chứ. Cái góc học cái này của thằng Phê. Dạ. À. À, hốt học tập của thằng Phê. Còn cái góc của ông Ken thì hơi bị đê bối luôn mà. Ken, phòng của Ken. Dạ, Ken là con trai mà. Con trai mà. Rồi. Đó chị ra cảnh à, đây ra review cái chỗ này. Đó. Cây lá vối. Dơ giấy lắm vợ. Đẹp đẽ nhìn. Xa xa nhìn cái cạch xa xa. Đây là nhà gỗ rồi nha. Đó, ở đây là cửa sổ. Nếu mà nóng thì mình mở cửa ra cho nó mát. À, nóng thì mở cửa ra đó. Đúng rồi. Đúng là mở ra cho nó mát, nó có gió đó. Còn mà ban đêm thì phải đóng lại tại nó lạnh đó nha. Ban đêm thích ngủ trên này đó. Mát luôn, cái không khí nó trong lành lắm. À. Rồi thôi mình đi xuống nha. Rồi để xuống. Đỡ máy xuống. Đó, em có đứng mẹ. Ừ, đúng rồi. Ăn đêm mà buổi tối nè, ngồi đây nè, nhậu nhẹt nè, hoặc là hát karaoke rồi cũng lý tưởng lắm chứ bộ. Rồi tiếp theo là buổi chiều ngày hôm nay đãi mấy đứa cháu ở tại nhà nha. Mời các bạn sẽ xem tiếp. Cô Thiên tuyệt vời. Xin chào, chúc mừng năm mới. Chúc mừng mùa hè, mùa hè. Thiên, ngồi dậy ăn kìa. Ủa mấy đứa lạnh không? Lạnh không? Dạ, đâu có lạnh. Xe thì hơi lạnh rồi. Chịu được. Trời dưới này nóng lắm. Nó tăng độ lên tí xíu á. Nó nóng ghê. Đáng sợ quá. Nó mạnh quá. Sắp được một chút. Tiếp cái tivi tự nhiên dạng không được ha. Phải có cái remote. À, các bạn biết không, về mấy bữa nay dọn dẹp không cũng đuối luôn á. Ở nhà mà không có bàn tay của phụ nữ là nó rất là bề bộn và bụi bặm tùm lum hết, cho nên phải bỏ hết mấy ngày trời ra dọn dẹp đó các bạn. Đó, rồi ngày hôm nay cho mấy đứa cháu nó tới để mà nó vui một bữa. Cái này là Hồng Đường Vương. Có hai chiều. Dạ, Hồng Vương ở trên chỗ chạy vô Trần Quý Cáp quẹo qua. Ủa sao cái nước nó riêu riêu hoài, nó không sôi ha? Đã sôi. Sôi rồi phải không? Rồi ăn đi. Rồi.
Vô đi, vô đi, bỏ rau vô. Là chỗ gà thơ chạy lên. Thôi, cứ nhấm 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 nè. Đó, đúng rồi, thôi nhấm nhấm nhấm. Mời đi chào. Ăn cơm chưa? Dạ, vừa vô ăn, ăn luôn. Ủa, hình như ăn hàng ngàn à. Thì mấy ngày lễ đó các bạn, ngày 30 tháng 4, 1 tháng 5 á, thì nhà nước Việt Nam cho nhân viên được nghỉ 5 ngày liên tục. Thì cháu của mình là Quang Tuyến nè, thì nó nghỉ cho nên nó với lại cháu với lại vợ con rồi vẫn đi Đà Lạt chơi. Thì sẵn xe nhà cho nên mình xin quá gian để mà về đây ở thăm nhà với lại review những cái cảnh đẹp ở Đà Lạt ở đây. Sau đó rồi mình cũng sẽ đi quay về Sài Gòn để mình sẽ quay tiếp chuyến du lịch Nha Trang Đà Lạt. Còn nhiều cái shop quần áo còn chờ mình ở ở Sài Gòn đó các bạn, cho nên là mình về đây một thời gian thôi rồi mình cũng sẽ quay lại ha. Và đây là cái món lẩu này là lẩu bò của bạn của đưa cháu Subin nè mua ở ở ngoài phố Đà Lạt nè, cũng ngon lắm. Thì mấy anh em ngày hôm nay họp lại để mà làm một bữa tiệc nho nhỏ ha. Mấy đứa nó nói là chúc mừng dì quay trở về nhà cũ với lại Dượng. Nói chung thì mình cũng đi đi về về chứ không có phải đi luôn nha các bạn. Đó. Tới chút nữa là gì đó em phải đọc. Đúng rồi chứ. Quay này là ẩm thực, du lịch ẩm thực, thời trang, chủ đề đầy đủ, muốn coi gì đó coi. Review món cái lẩu người ta thôi dùng dùng cái này là im lìm. Có mà là sao mày nói mình có cái niềm tin là tin mà. Sao lại lấy vợ giống như thằng thợ có hi cũng có là hôm qua đi chợ thi chụp cái hay. Nếu có gì thay đổi thì khoảng 20 năm nữa chú cũng giống anh về cũng cái chợ thì đó bị cái ông mà bác sĩ mổ mắt ông nói tôi bạc tùm lum xấu quá mà ông nội này cũng có cái vụ móc láo. Nó thôi bác sĩ vỗ tay nó ra hiệu. Ra hiệu cung cấp liền. Biết ý, biết ý à. Mỗi vùng miền, mỗi vùng miền mỗi khác. Tôi Thiên ăn rồi Thiên Thiên đi chơi vui đâu, mát không? Đi về chạy Vinh giờ đi học bên đây ở luôn nha. Thiên nó hóa Đà Lạt. Đi về chạy Vinh đó. Rồi, đang về đầu, đang đau đầu. Đi về chạy nói rồi đầu em. Sao không? Đi về chạy Vinh thôi, em trai. Chị em với bà Hòa nghe. Ở đây nó hai xuống là nó ở đây bà Hòa cho hái dâu liên tục luôn. Cái lưới lười á. Dạ. Xuống này dâu đến trên đó. Và đây tốt đó rồi đây. Đủ thêm luôn. Các thể loại thân thiện luôn. Cá đầy đủ. Đầy đủ. Trời ơi. Cá lươn luôn. Ở dưới đó nhiều hải sản. Cái bắt đầu nó vô nó rộng trăm. Thôi tôi nói luôn bữa. Nghe xong rồi nghe. À phỏng vấn nha. Ở Đà Lạt hai bữa rồi. Thiên thấy vui không? Ô thôi gặp bữa lên ăn cơm khô với tôi ha. Vui vậy. Vui nhất là đi hái dâu phải không? Vừa phải. Hái dâu với lại gì đâu cuốc đất nữa chị. Đá đất đâu luôn rồi. Mình đang hái dâu hiện nó chỉ bà Hòa. Rồi đi đâu rồi. Nói với ông bà. Ông bà nói không? Ông bà nói dạ không quá. Cầm lý không? Cầm lý không? Có công gì công gì? Đúng rồi. Nướng bếp. Bếp có gác vàng bếp. Nướng chung là nướng luộc. Nướng là nướng luộc ra nướng. Công gì công? Con. Ôi, nấu hay với Phương quá vậy.
Cô chú ơi, ôi ôi.
Sao? Trời ơi, ông quậy quá. Ông ca hát ôm sườn. Té anh Trung ơi. Bye bye. Rồi thứ tư về luôn hả? Ngày mốt cũng về hả? Cô về xíu. Và cháu của mình nó đặt khách sạn ở ngoài phố homestay chứ để mà nó đi chơi đó, chứ không ở nhà này, bởi vì nhà mình ở trong vườn xa quá cho nên là cũng không có tiện. Rồi một lần nữa xin chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại ở video sau. Chúc cả nhà một ngày thật vui vẻ, nhiều sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc nha. Mong rằng các bạn sẽ yêu thích video của mình và cũng không quên cảm ơn cả nhà đã quan tâm và theo dõi kênh. Rồi bây giờ thì mình xin chào tạm biệt. Bye bye cả nhà nha.